Xin kính chào bà con. Bà con đang theo dõi chương trình Khuyến Nông được phát sóng trên kênh truyền hình VTC16. Thưa bà con, trong những năm gần đây, bên cạnh việc tăng nhanh sản lượng, chất lượng các sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm truyền thống như trâu bò, lợn gà, thì tại nhiều địa phương, bà con còn mạnh dạn đưa chim cút vào chăn nuôi. Đây là đối tượng dễ thích nghi, sức đề kháng mạnh, thịt và trứng có giá trị dinh dưỡng cao. Ngày hôm nay, chương trình Khuyến Nông xin mời bà con cùng tới xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội để tham quan một mô hình nuôi chim cút giống hiệu quả. Mời bà con cùng theo dõi. Mỗi ngày, anh Trần Đình Hùng đều phải dùng tới xe đẩy để đi thu nhặt trứng. Không phải vài chục, vài trăm quả, số trứng anh Hùng nhặt mỗi ngày lên tới cả vạn. Trại của tôi là hơn 2 vạn chim cút thì mỗi ngày cho thu hoạch được 1 vạn rưỡi trứng. Trong đó thì là mình đã trừ tỷ lệ chim đực, thì còn lại thì tỷ lệ chim mái để chiếm khoảng 85-90%. Thu hàng vạn trứng là vậy, thế nhưng anh Hùng chưa xuất bán ngay. Thay vào đó, anh Hùng sẽ đưa chúng vào lò ấp như thế này. Anh Hùng chia sẻ, nếu bán trứng thương phẩm sẽ chỉ có giá khoảng 400-500 đồng một quả. Trong khi đó, ấp nở thành chim con, anh có thể bán được với giá cao gấp đôi, 1.100 đồng một con. Với phân tích này, anh Hùng quyết định phát triển mô hình theo hướng cung cấp con giống. Thị trường tiêu thụ của mình thì từ Quảng Trị đổ ra. Nhiều nhất là Nghệ An, Lào Cai, Điện Biên, Bắc Giang. Anh Hùng cho biết thời gian để một con chim cút trưởng thành và đẻ trứng là khoảng 35-40 ngày. Số lượng chim đẻ trứng khoảng 85-90%. Ưu thế nổi trội của chim cút là liên tục cho trứng trong vòng 8-10 tháng. Trứng chim cút liên tục được ấp nở thành những con chim non xuất bán đều đặn ra thị trường mỗi tháng. Thời gian để khai thác trứng chim cút thì sau thời gian từ 8-10 tháng, nhưng mà nó còn phụ thuộc vào chế độ chăm sóc, thức ăn cho chim nữa. Nếu mà chất lượng thức ăn, quy trình chăm sóc kém thì là cái sức đẻ nó sẽ kém và mình sẽ phải loại thải sớm. Nếu mà con chim mà thức ăn mà tốt, cái quy trình chăm sóc mà tốt ấy, thì là cái thời gian cho trứng nó sẽ kéo dài, nó kéo dài thêm được khoảng 1-2 tháng. Để chim cút đẻ trứng tốt, tỷ lệ thụ tinh cao, cứ 35 con chim mái được anh Hùng cho ghép với 10 con chim trống và nuôi trong mỗi ô chuồng như thế này. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật nên đàn chim cút đẻ ra rất đều. Với giá bán chim cút giống mới nở là 1.100 đồng một con. Bình quân mỗi tháng, anh Hùng thu lãi tới hơn 50 triệu đồng sau khi đã trừ hết các khoản chi phí. Mình thì hiện nay thì đang có 3 đối tượng khách hàng chính. Một là các nhà trại họ lấy về họ úm, họ lấy giống về họ úm để bán chim hậu bị. Hai là các đại lý bán con giống ở các tỉnh, các huyện. Ba là người nông dân, người ta trực tiếp đến người ta lấy để người ta về nuôi. Không chỉ làm giàu cho bản thân, mà anh Hùng luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức với những ai muốn bắt tay vào nghề nuôi chim cút. Do vậy, dù công việc bận rộn, nhưng hễ có khách từ những địa phương lân cận đến tham quan, học hỏi kinh nghiệm, anh Hùng lại đem tất cả những kiến thức, kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này ra truyền đạt với những vị khách. Thì bản thân anh cũng một trong những mô hình tiêu biểu của xã Bắc Sơn. Mô hình của anh cũng được rất nhiều người biết đến. Anh thì cũng đã rất chi là chịu khó học hỏi để thành lập được ra cái mô hình chim cút để đem lại cái phát triển kinh tế chung của địa phương, sau đó là phát triển kinh tế cho gia đình. Nhìn chung cái mô hình chăn nuôi chim cút của anh Hùng là một trong những mô hình mà được cái câu lạc bộ chúng tôi và giới chuyên môn chúng tôi đánh giá rất cao. Thanh niên lập nghiệp, họ biết nhanh nhạy ứng dụng những tiến bộ kỹ thuật và biết tiếp thu những tiến bộ kỹ thuật của những nhà khoa học đưa vào.
những bạn nào có điều kiện, có cơ hội để làm giàu trên chính mảnh đất quê hương của mình thì cũng nên tham khảo và tìm hiểu, học hỏi của bạn Hùng. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao, tùy thuộc vào quy mô sản xuất của nông hộ, nhưng mô hình nuôi chim cút giống lại có ưu điểm là nhanh thu hồi lại vốn, chim cút ít bị dịch bệnh, ít tốn công chăm sóc. Người chăn nuôi có thể tranh thủ thời gian nông nhàn để làm mô hình này. Bên cạnh đó, đầu ra cho sản phẩm cũng khá thuận lợi bởi nhu cầu của thị trường về chim cút thịt và trứng chim cút là khá lớn. Hiện tại trong mô hình của mình thì bây giờ đang có 4 cái máy ấp trứng. Trong một cái lò ấp như thế này thì sẽ ấp được 7 vạn đến 8 vạn trứng. Thì chi phí để cho một cái lò như thế này thì nó rơi vào 100 triệu đến 110 triệu. Do chim cút có đặc tính dễ nuôi, dễ chăm sóc, ít bị dịch bệnh, nên bất cứ địa phương nào trên cả nước đều có thể thả nuôi loại vật này. Tuy nhiên, với những nông hộ chưa từng có kinh nghiệm nuôi chim cút nên thử nghiệm ở quy mô đàn chỉ 200 đến 300 con. Khi quen dần, có thể nâng số lượng tổng đàn theo điều kiện kinh tế gia đình. Thưa quý vị, với nhiều nông hộ chăn nuôi, dù đã cố gắng nhiều cách, nhưng tỷ lệ ấp nở chim cút thành công chỉ được tối đa 80%. Nhưng ở mô hình của anh Trần Đình Hùng, do áp dụng vững kỹ thuật cộng với những bí quyết riêng của mình, tỷ lệ này đã đạt tới 90%. Vậy quy trình ấp nở với chim cút như thế nào sẽ cho hiệu quả ấp nở đạt cao? Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong phần tiếp theo của chương trình. Quả trứng này vừa được anh Hùng và các nhân công trong trang trại thu hoạch sáng nay. Lúc này, chúng sẽ được xếp ngay ngắn vào khay để chuẩn bị đưa vào lò ấp. Sau khi mình thu hoạch trứng, thì mình sẽ chuyển ra ngoài khu chuồng nuôi, sang khu máy ấp trứng. Thì sau khi xếp trứng vào khay xong thì sẽ chuyển vào trong lò ấp. Chu kỳ ấp thì 17 ngày. Là sẽ lở được ra con chim. Theo anh Hùng, yếu tố tiên quyết để quyết định sự thành bại của một lứa chim ấp nằm ở nhiệt độ. Bởi nhiệt độ ấp trứng cút ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ nở và chất lượng của chim non. Nếu nhiệt độ quá thấp, phôi sẽ không đủ nhiệt độ để phát triển, khiến trứng nở muộn, khó nở hoặc không thể nở. Nếu nhiệt độ quá cao, phôi sẽ phát triển quá nhanh, dẫn đến nở sớm, bị sát vỏ hay chim non bị dị tật. Nhiệt độ là ban đầu là 37 độ 5. Thì sau khoảng 3 ngày, 3 đến 4 ngày thì chúng ta sẽ hạ nhiệt xuống khoảng độ 37 độ và giữ mức nhiệt đấy trong khoảng 3-4 ngày nữa, chúng ta lại tăng lên 37 độ 5. Vào ngày thứ 15 hoặc 16 thì chúng ta sẽ chuyển sang lò lở và nhả giảm nhiệt độ xuống 37 độ thì sẽ ra được con chim khỏe mạnh. Để cho nó nở tốt hơn ấy, thì tôi nghĩ rằng là không đơn thuần chỉ là cái điều chỉnh nhiệt độ mà chúng ta cần phải chú ý đến cả cái độ ẩm. Thường giai đoạn giữa người ta giữ cái độ ẩm chỉ độ khoảng 60-65% thôi. Thế còn sang cái giai đoạn sau, tức là cái giai đoạn chuẩn bị nở, thì người ta phải điều chỉnh cái độ ẩm cao hơn. Nó có thể là từ 75-80%. Với một hệ thống lò ấp được anh Hùng đầu tư này, công suất tối đa có thể ấp được tới 8 vạn trứng trong cùng một thời điểm. Nhưng không phải lúc nào anh Hùng cũng nhét đầy trứng trong lò. Thì về mùa này thì nó tương đối là lắng lóng, nên là mình giảm cái lượng trứng đưa vào lò đi một chút. Chứ mình không để đầy lò quá. Đầy lò quá thì tình trạng nó hay bị thừa nhiệt. Trong quá trình ấp là luôn luôn có quá trình tăng sinh nhiệt. Thì anh giảm bớt như vậy để mà giảm thiểu cái nhiệt độ tăng quá mức mà dẫn đến hiện tượng phôi chết. Thì tôi cho rằng cái cách làm đó là cái phù hợp mà bà con có thể học tập. Tuy nhiên là ở những cái nơi mà nó có điều kiện mà điều chỉnh nhiệt độ tự động, nó điều chỉnh được, thì cũng không nhất thiết chúng ta phải giảm bớt cái mật độ trứng trong quá trình ấp.
Anh Hùng chia sẻ, trong 6 ngày đầu tiên của chu kỳ ấp, nếu không đảo trứng sẽ làm phôi dính sát vào vỏ và gây chết phôi. Do vậy, để trứng mới nở tốt, không bị sát vỏ, cứ 1 đến 2 giờ, gia đình anh lại đảo trứng một lần, đảo tự động theo góc nghiêng 45 độ. Khi ấp được 16 ngày, thì sẽ chuyển từ máy ấp vào trong máy lở. Sang ngày thứ 17 là chim bắt đầu lở, nở cho đến đủ 17 ngày, thường là thế. Nếu mà chuẩn thì là đủ giờ, gần như là đủ giờ 17 ngày là nó sẽ lở hết. Chim này thì sau khi mà ra lò thì sẽ đếm và chuyển đi cho khách hàng luôn. Những con chim cút non mới nở sẽ được anh Hùng chuyển đi các tỉnh thành tiêu thụ theo đơn đặt hàng. Trung bình mỗi ngày có từ 2 đến 3 vạn con chim cút ra lò nhưng vẫn không đáp ứng đủ nguồn hàng cho khách. Vì vậy, anh Hùng dự định trong thời gian tới sẽ mở rộng quy mô sản xuất nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Thưa bà con, ngày hôm nay Góc Tư Vấn đã nhận được thắc mắc của bà con liên quan tới lĩnh vực chăn nuôi thú y. Những thắc mắc này đã được các chuyên gia của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia giải đáp. Mời bà con chú ý theo dõi. Đầu tiên là câu hỏi của khán giả Mai Văn Hưng với số điện thoại 0362 3 số cuối 822 tại thị trấn Nga Sơn, Nga Sơn, Thanh Hóa. Nuôi 1.000 con chim cút được 6 ngày tuổi, chim cút đi ngoài phân trắng, chết, xã cánh. Ngoài ra bình thường, chưa dùng thuốc gì, bị 2 ngày nay chết khoảng 500 con, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Thưa anh Hưng, dựa vào những triệu chứng bệnh trên đàn chim cút như anh mô tả, các chuyên gia đã đưa ra lời chẩn đoán chim cút bị tiêu chảy do nhiễm vi khuẩn E. coli dung huyết. Các triệu chứng điển hình của chim cút khi mắc bệnh này là chim bị tiêu chảy phân trắng, xã cánh và chết. Để khắc phục, anh cần làm như sau. Cần giữ ấm cho chim cút ở nhiệt độ 32 đến 34 độ C trong thời gian điều trị. Điều trị nguyên nhân gây bệnh. Cho uống hoặc ăn kháng thể E. coli 2 lần một ngày trong 3 ngày liền. Sử dụng một trong các kháng sinh có hoạt chất sau trộn vào thức ăn hoặc pha nước cho uống như chlorpheniicol 4% hoặc gentamicin cộng colistin hoặc trimethoprim cộng sulfamethoxazole hoặc oxytetracycline hoặc norfloxacin hoặc enrofloxacin một lần một ngày, liệu trình điều trị từ 7 đến 10 ngày liền. Liều lượng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều trị triệu chứng và trợ sức. Dùng nước tỏi đặc cho uống 2 lần một ngày trong 5 ngày liền. Cho uống chất điện giải glucose cộng vitamin ADE cộng vitamin B complex cộng men tiêu hóa 10 ngày liền. Bổ sung vitamin ADE cộng vitamin B complex và men tiêu hóa. Kháng chất premix vào thức ăn cho ăn 2 tháng liền. Vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi bằng dung dịch thuốc sát trùng để diệt mầm bệnh ngoài môi trường. Vâng, tiếp theo sẽ là khán giả Vũ Anh với số điện thoại 0907 3 số cuối 345 tại Nam Định có hỏi. Gà Đông Tảo khi mua, người bán nói là đã tiêm đủ vaccine, đã mua về nuôi được 2 tháng, đến nay gà đã được 3 tháng tuổi. Cách đây 5 ngày đã dùng vaccine Newcastle, trước đó 2 tuần dùng kháng thể gum. Thỉnh thoảng trong đàn có một con biểu hiện ủ rũ, khò khè, lắc đầu, thỉnh thoảng có một vài con đi ngoài phân sáp vàng, hỏi nguyên nhân và cách khắc phục. Vâng, thưa khán giả Vũ Anh, ngày hôm nay, chuyên gia của chương trình đã có câu trả lời cho câu hỏi của khán giả như sau. Gà của gia đình đã mắc bệnh CRD ghép thương hàn. Để điều trị, khán giả cần làm tốt các công việc sau đây. Dùng thuốc enrofloxacin cộng chlorpheniicol hoặc timicosin cộng ceftiofur cho uống một lần một ngày trong 5 đến 7 ngày, liều lượng theo nhà sản xuất. Dùng thuốc bổ gan bromhexin cho uống một lần một ngày trong 7 ngày liền. Cho uống chất điện giải glucose cộng vitamin cho uống thay nước liên tục 5 ngày liền. Dùng men tiêu hóa cộng vitamin ADE cộng vitamin B complex cộng khoáng chất premix bổ sung vào thức ăn cho ăn hàng ngày trong 1 tháng, giúp quá trình chuyển hóa thức ăn tốt hơn. Giãn mật độ chuồng nuôi, vệ sinh tiêu độc chuồng nuôi, diệt mầm bệnh ngoài môi trường.
mua giống gà ở những nơi có nguồn gốc rõ ràng. Thưa bà con, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình khuyến nông ngày hôm nay tại đây. Tổng đài 1900-6145 của chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến thắc mắc, đóng góp của bà con dành cho chương trình. Cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!